Là mục đích hai nhé. Đây là chương trình Phật pháp Pratama trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con là nhà nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566. Bài học hôm nay môn học kinh tương ưng, Samyutta Nikaya, tương ưng Bài La Môn, phẩm thứ nhất, bài 7, kinh Suddhika. Suddhika Suttang, ai là người thật sự thanh tịnh? Thì khi giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do chúng tôi pháp đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hưởng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Thưa lên thầy chúng con kính ân, thượng tọa minh hạnh, kính bạch tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay kinh tương ưng. Chương 7 tương ưng Bà La Môn, phẩm thứ nhất, bài 7. Kinh Suddhika Suttang, ai là người thật sự thanh tịnh? Chúng con cung thỉnh mọi thượng tự siêu tự vi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa minh hạnh thượng cùng chư tôn đức trung trung, thân chào quý tu nữ quý phật tử, kính thưa quý vị, những vị Bà La Môn mặc dù có những cái tư tưởng trái chiều với Đức Phật, nhưng mà khi mà họ đến Đức Phật và được nghe Ngài trình bày một cái giáo nghĩa, họ đã thông rồi thì tức khắc là họ quay đầu lại, họ đi theo Đức Phật, nhiệt tâm tin rừng và chứng được đạo quả. Đây là một điều mà chúng ta thấy sự nhiệm màu Phật Pháp. Nhưng trong bài kinh hôm nay thì khi nói đến cái sự thanh tịnh, thì Bà La Môn
Suntika Paradocha đã nói với Đức Phật rằng là ngoài phạm trí ra thì không có ai tu tập do trì giới thì khổ hạnh, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đã nói trên một bài kệ ví cho vị Bà La Môn Suttika này hỏi ngộ được cái con đường phẩm hạnh thanh tịnh mà Đức Phật Ngài đã thuyết gì ra. Cho nên vị ấy đã xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta chờ đợi Thượng Tọa Pháp Đăng vào trong lễ thuyết. Xin xin mời cô Lan Dòng Nguyệt. Sát thứ lần tay kính mong kính diện của Thượng Tọa Siêu đã dẫn nhập cho bài học. Việc con xin được đọc phần chánh kinh bài học hôm nay tương ưng. Phẩm Bà La Môn, tương ứng Bà La Môn, bài kinh Suttika Suttang, ai là người thật sự thanh tịnh, dẫn nhập. Người ta thường tự nhận là tốt đẹp cao quý do nhãn hiệu tôn giáo mà mình có. Điều này đặc biệt rõ nét trong xã hội Ấn Độ xưa cũng như nay. Ấn giáo hay Bà La Môn giáo sử dụng thánh kinh Veda. Người Ấn giáo tin rằng tri thức đến từ Veda là tối thượng trong đời. Hơn thế nữa, chỉ có người sanh ra trong giai cấp Bà La Môn mới có tư cách học, hiểu thánh điển Veda. Nói cách khác, một người dù tu tập tới đâu mà không thông hiểu Tam Veda thì cũng không gọi là bậc chân tịnh. Đức Phật trong câu trả lời đã nhấn mạnh hai điểm. Không vì giai cấp thọ sanh mà con người cao quý, mà cũng không vì chuyên đọc tụng kinh điển mà con người thanh tịnh. Chỉ có những người thật sự tu tập với nỗ lực, quyết tâm và kiên trì mới có khả năng chuyển hóa bản thân. Kinh văn tại Sattvati, tại Sattvati. Bây giờ Bà La Môn Suttika Haradwaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với thăm hỏi xã giao thân thiện rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi, Bà La Môn Suttika Haradwaja bạch Thế Tôn. Không phạm trí ở đời, tịnh hóa do trì giới hay tu tập khổ hạnh, bậc tri hành viên mãn mới là bậc thanh tịnh chứ không phải ai khác. Thế Tôn, không phải do thọ sanh hay trì niệm kinh chú mà trở thành phạm trí. Nếu hữu quá ô nhiễm, sát đế lị bằng môn, phải xá hay thủ đà, chiên đà la nô dịch, ai tinh cần quyết tâm, kiên trì trong tu tập, đạt thanh tịnh cao cả, là vậy hỡi phạm trí. Được nghe vậy, Bà La Môn Suttika Haradwaja bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiển bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín,
chỉ đường cho kẻ lạc lối. Hãy đem đèn sáng vào chỗ tăm tối, để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và thực thọ và được thọ đại giới. Bà La Môn Sutika Haradwaja được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, tôn giả Sutika Haradwaja sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân kiến ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cứu cánh mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vị ấy chính mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Sutika Haradwaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn Nabhammano Suchati Vojiloke Silawabi Tavokarang. Không có phạm chí nào ở thế gian thanh tịnh dù tu tập giới và khổ hạnh. Uccha Charana Sampanno So Suchati Na Anya Itara Pachati. Chỉ có bậc đầy đủ tri kiến và chánh hạnh là bậc chân tịnh chứ không ai khác. Bahumbi Palabang Chapang. Dù chuyên trì niệm kinh chú. Na Chacha Ho Ti Ramano. Không phải vì thọ sanh mà trở thành phạm chí. Anto Kassambu Sankilito. Một người bên trong hữu quá và ô nhiễm. Kuhanang Upanishito. Sống dựa trên sự giả dối. Katiyo Ramano Weso Sudo Chanda Labukuso. Sát Đế Lị Bà La Môn Phệ Xá Thủ Đà Thiên Đà La. Aradha Wiriyo Bahitato. Với nỗ lực quyết tâm. Nichang Dana Parakamo. Luôn kiên trì tu tập. Babbo Ti Parakman Sudhin. Đạt thanh tịnh cao cả. Ewang Janahi Ramanati. Sự thật là vậy, hỏi Bà La Môn. Thích nghĩa. Theo sớ giải thì vị Bà La Môn này muốn đề cao tri kiến về Tam Phệ Đà, Veda, hay thánh kinh của Bà La Môn giáo. Thuật ngữ Uccha Charana Sampanno trong kệ ngôn của vị Bà La Môn có nghĩa là người sự và thực hành đồng viên mãn. Như khái niệm tri hành hợp nhất trong Nho gia, kệ ngôn không phải xưng tán về Đức Phật với hồng danh minh hạnh túc. Sát Đế Lị Bà La Môn Phệ Xá Thủ Đà La, bốn giai cấp trong xã hội Ấn, mặc dù có sự phân biệt giai cấp nhưng cả bốn đều có cuộc sống tương đối độc lập. Riêng những người gọi là Chiên Đà La mang ý nghĩa là những người nô lệ, có thể bị sai sử hay ngược đãi bởi họ là những người sống bên lề xã hội. Dẫn dịch và biên soạn giáo trình TK Đất Nẵng. Xin được bạch kệ thỉnh pháp sư. Thời Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hồ Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi, mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đóa vương cao đá lã mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cố cổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phổ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, phá vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo, kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương,
quảng khai giáo hóa mở đường độ sanh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, Đại Phạm Thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngập, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cùng thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi nhận thuyết cho trường tọa pháp đăng thuyết giảng bài học hôm nay một cái thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính lễ Hòa Thượng Đại Sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, chúng tôi không biết là thượng tọa pháp đăng có vào trong lớp bị giảng hôm nay hay không, nhưng mà tạm thời thì chúng tôi xin được thay lời để bắt đầu cho buổi học. Khi nào thượng tọa pháp đăng vào thì quý Phật tử hoàn hỷ cho chúng tôi biết. Và hôm nay thì chúng tôi cũng không có giảng ở trước desktop mà dùng điện thoại, nên trong trường hợp mà tọa pháp đăng vào thì quý vị cũng hoan hỷ báo cho chúng tôi hay dùng. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta lại được nghe một bài kinh nói về một bài la môn khác thuộc dòng tộc Pharadochát. Pharadochát là một dòng tộc tương đối là đông đảo trong cái giai cấp bà la môn thời Đức Phật còn tại thế. Và hầu như quý Phật tử nào đọc kinh Tạng Pali thì nghe rất nhiều về bà la môn Pharadochát. Đến nỗi mà khi mà Tôn Đức Ananda kết tập ngài đã có cái tên để gọi những bà la môn này, dựa trên cái sự kiện mà như hôm nay chúng ta nói về thanh tịnh, thì bà la môn này có cái tên là Sutika Pharadochát. Những bà la môn đã đến với Đức Phật mà có cái thuộc dòng họ Pharadochát trong nhiều bài học mà chúng ta học vừa qua phẩm bà la môn đó, thì họ đều có những điểm rất là tương đồng. Đó là những nhà trí thức, những người có đầy đủ căn cơ với cái túc duyên tu tập, mà chỉ cần nghe được một lời khai thị của Đức Phật để nhận ra cái sai của mình, để nhận ra những cái chấp thủ của mình, từ đó chuyển hóa, chẳng những thay đổi cái nhìn mà còn thay đổi đời sống, thay đổi niềm tin, và kể cả thay đổi cả dòng sinh tử. Từ một người bà la môn chấp thủ kinh điển Phệ Đà trở thành một người nương tựa Phật Pháp Tăng, từ một cư sĩ trở thành người xuất gia, từ một bậc phàm tăng trở thành một vị thánh giả hoàn toàn giải thoát. Thì ở đây có thể nói rằng trọn cả phẩm bà la môn, và riêng về cái tiểu phẩm ứng cúng, nói lên một cái thiên hùng ca rất là vĩ đại của những cái bậc chánh trí đã đi theo con đường của Đức Phật trong thời Đức Phật trụ thế, để lại cho chúng ta những hình ảnh rất đẹp. Mỗi một cái câu chuyện về sự khai tâm của các ngài đều cho chúng ta những suy niệm rất là thú vị. Riêng về vị Bà La Môn mà chúng ta được biết tới một cái tên, cái này gọi là được tạm đặt, và tên tạm đặt là Sutika Pharadochát này. Thì thưa quý vị, vị này đã đến với Đức Phật bằng cách nói lên một cái quan niệm, một cái quan niệm về điều mà người ta gọi là cái giá trị
siêu việt của thánh điện Veda. Chữ chữ Veda mà chúng ta thường được nghe đó, và âm là kinh Vệ Đà đó, đó là kinh điển của Bà La Môn giáo. Từ chữ Veda có nghĩa là kiến thức hay tri kiến, như chúng ta có chữ Vidu, như Loka Vidu. Vidu có nghĩa là người hiểu biết, người thông suốt hay là sự bác lãm. Có hai đặc điểm của Bà La Môn giáo, dù rằng họ rất là có nhiều điều trái chống với đạo Phật, nhưng mà phải nhìn nhận rằng họ có những cái họ có những cái cơ sở về tánh lý rất là đặc biệt. Khi mà nói đến một cái vị thượng đế tối cao thì họ không có nói về một thượng đế quyền năng ban phước tha tội, mà họ nói về một vị thượng đế Brahma, tức là thượng đế thanh tịnh, sự thanh tịnh cao cả. Và đặc biệt nói đến tôn giáo, nói đến sự hành trì của những người theo tôn giáo, thì họ đặc biệt nói đến tri thức, là sự hiểu biết hay là trí tuệ. Trí tuệ là cái hành trình của người đến với thượng đế, và cái thượng đế là bậc tuyệt đối thanh tịnh trong cuộc đời. Sự thanh tịnh và trí tuệ đó là hai cái đặc điểm mà thật ra cũng được đề cập đến trong trong Phật giáo, nhưng mà chúng ta đề cập đến hoàn toàn khác. Chứ tôi muốn nhắc ra tại đây đó là riêng đối với người Ấn đó, thì họ xem tri thức là một cái gì rất là quan trọng, và đôi khi nó quá đà, và nó quá đà tức là họ quá chú trọng về cái sự hiểu biết tri thức, mà họ quên hẳn đi rằng điều đó không phải là tất cả. Bởi vì có những bài kinh mà chúng ta nghe rất là quen, nhưng mà lại có ý nghĩa rất đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội thời bây giờ. Như là Đức Phật Ngài đưa một cái bàn tay nắm một ít lá Simsapa, và Ngài hỏi chư tỳ kheo rằng lá cây trong tay Như Lai và cái lá cây trong rừng, lá cây nào nhiều hơn? Thì chư tỳ kheo nói rằng lá cây trong tay Thế Tôn thì rất ít so với lá cây trong rừng. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cũng vậy, sự giác ngộ mà sự hiểu biết của Như Lai như lá cây trong rừng, mà những gì mà Như Lai đề cập giống như lá cây trong tay, bởi vì Như Lai chỉ nói những gì liên quan đến sự khổ và sự diệt khổ, và hãy liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Như vậy là Đức Phật Ngài có đề cập đến giá trị của sự hiểu biết, nhưng mà Ngài nói là cái sự hiểu biết nào nó thiết thực cho đời sống, chứ không phải là chúng ta gồng gánh cả một cái gánh nặng tri thức, sự hiểu biết trong cuộc đời, mà ở trong đó có rất nhiều cái sự hiểu biết vô bổ. Thì thưa quý vị, Ấn giáo hay là Bà La Môn giáo đó là một tôn giáo tương đối rất là đặc biệt, là kho tàng kinh điển của họ đó là một cái kho tàng kinh điển mà bao biện rất là nhiều lĩnh vực của đời sống, kể cả những môn học về toán, về y học, về ngôn ngữ, và nó đã trở thành một cái chúng ta gọi là bách khoa toàn thư đầu tiên của nhân loại. Bách khoa toàn thư đó đề cập đến sâu xa nhiều vấn đề, ở trong đó có một số vấn đề như là về tính dục, hay là có những vấn đề mà rất gần với Phật giáo, đó là về đại trượng phu tướng chẳng hạn, chiêm tinh bói toán tướng học vân vân, đều nằm ở trong kinh điển Vệ Đà. Và ngày nay thì không có ai biết đích xác là kinh điển Vệ Đà được trước tác bởi người nào, nhưng mà từ xa xưa lắm, kể cả trong kinh điển Phật giáo là từ rất xa xưa xưa lắm. Một số tác phẩm mà chúng ta được biết như là Bhagavad Gita, Mahabharata hay là Upanishad là những tác phẩm mà tương đối là ít một phần thôi, nhưng mà giáo điển Vệ Đà rất là nhiều. Và thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì các vị Bà La Môn mà khi mà dùng một cái thuật ngữ
mà trong Hán Tạng thường dịch là tinh thông phệ đà, được xem là những người trí thức, là những người bác học. Nhờ ở trong đó có một số các vị tu theo Đức Phật Thế Tôn rất là nổi tiếng, như là Ngài Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mộc Ca La Na, Ngài Mục Điên, Ngài Ma Kết Sáp A Vân, và rất nhiều vị Bà La Môn ở trong dòng Rāyacā, được xem như là những vị tinh thông tam phệ đà. Chúng ta nói một cái dài dọc như vậy để mình nhận ra một cái lý lẽ là trong cái xã hội Ấn Độ và trong Bà La Môn giáo đó, người ta xem một con người nghe nhiều học rộng, có cái kho tàng tri thức rộng lớn, và cái tri thức đó dựa lên trên cái thánh điển tam phệ đà, ba bộ phệ đà. Ở trong ba bộ phệ đà thì có một bộ nói về thượng đế và những cái hiện tượng thiên nhiên mang cái chất tánh lý, một bộ nói về sự chuyên trì. Ở trong đó có những phần liên quan tới chú thức, liên quan tới sự thực hành du dật, và một bộ nữa là nói về cái kiến văn thường thức ở ngoài. Nói chung thì say mê tri thức, thỏa mãn tri thức, và làm sao để đạt đến cái trình độ cao vời của tri thức là một ở trong những cái sách thay nổi của người Ấn Độ. Bởi vì chúng ta nên biết rằng người Ấn Độ đó, có nhiều khi họ nói rằng mỗi người Ấn Độ là một triết gia. Và mặc dù ngày nay người ta nói nhiều về những phát minh đầu tiên của nhân loại là đến từ người Trung Hoa, ví dụ như thuốc súng, ví dụ là bàn, v.v. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái ngôn ngữ, những cái ngữ pháp mà ảnh hưởng ngôn ngữ thế giới, gọi là mẹ của các ngôn ngữ, là ngôn ngữ Ấn Âu, tức là tiếng Sanskrit, tiếng Phạn. Tiếng Phạn là tiếng có ảnh hưởng ngôn ngữ rất là lớn. Và người Ấn Độ là người đã tìm ra cái giá trị của con số 0. Con số 0 ở trong toán học. Nhiều cái định lý khác đến từ Ấn Độ. Bởi vì một cách không sợ sai lạc, đó là từ xưa rất xưa thì người Ấn Độ vốn chỉ rất là say mê về học thuật. Tương tự như là người Việt Nam của chúng ta có thời gian dài ở trong nhiều thế kỷ, hàng ngàn năm, chúng ta rất trọng về tinh thần khoa bản. Khoa bản, và nói đến khoa bản thì nói đến Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho Gia. Và người nào mà am hiểu Tứ Thư Ngũ Kinh đó, được xem như là một người trí thức. Đi thi thì không thể thiếu chữ nghĩa. Mặc dù lúc đất nước rất là nghèo, rất là lạc hậu, nhưng mà từ vua tới quan tới dân là hãy nói ra thì quan trọng là thi phú, nói ra là quan trọng là chữ nghĩa, điển cố. Thì người Ấn Độ cũng vậy. Người Ấn Độ, ngay cả cái thời đại mà họ bị các cái quốc gia, các cái văn hóa khác xâm thực, ví dụ như là Hồi giáo hay nước Anh v.v. thì tự trong trái tim của người Ấn Độ vẫn là trái tim của học thuật, của tri thức, của sự khao khát, khao khát để nâng cao cái tầm hiểu biết, mà trong đó chúng ta gọi là sự hiểu biết dựa trên kinh điển Tam Phệ Đà. Không phải là ngày xưa và hôm nay cũng vậy. Những cái môn như là thiên văn, toán học, ngôn ngữ pháp v.v. tất cả đều có ở trong kinh điển Phệ Đà. Và truyền thống về cái chuyện mà chúng ta gọi là kinh Phệ Đà đó, nó có một cách để từ một tác phẩm một nào đó mà theo dòng thời gian trở thành một bộ phận của kinh điển Phệ Đà. Và người ta không cần biết tác giả là ai, nhưng mà dần dần cái sưu tập đó theo thời gian càng ngày càng lớn. Trường hợp này giống y hệt như là kinh điển Phật giáo của Đại Thừa vậy đó. Quý vị thấy rằng những Phật giáo Đại Thừa có gọi là Đại Tạng. Khi nói Đại Tạng thì đó là một sự sưu tập rất lớn. Người trong Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng kinh là do Phật thuyết, mà luận là do Bồ Tát viết. Và luận thì có rất nhiều. Và đời nhà Minh cũng như đời nhà Thanh, bộ đại tạng kinh thì càng ngày càng to lớn, không phải chỉ có những cái giáo điển
của Phật giáo Ấn Độ được dịch sang Trung Hoa bởi nhiều thế hệ trước, mà còn những tác phẩm được xem như là kỳ vĩ ở trong nền Phật học Trung Hoa cũng được sang định và đưa vào trong Đại Tạng. Thành ra cái một cách nào đó thì cái sự hình thành và phát triển của kinh điển Phật giáo Đại Thừa rất giống như là sự hình thành và phát triển kinh điển Veda, tức là một sự tích tập theo thời gian. Sự tích tập này càng ngày càng lớn, người ta không có đặt vấn đề là ai là tác giả, mà người ta chỉ biết rằng tác phẩm đó có một cái giá trị, có một lớn. Riêng trong năm Phật giáo Nam truyền thì điều này có nhưng mà không có nổi bật. Có và không nổi bật là chúng tôi lấy một ví dụ là người Miến Điện đó. Nếu một quý vị nào mà đọc về Tam Tạng Miến Điện đó, thì cái tác phẩm Milinda Panha, tức là tác phẩm Milinda Vấn Đạo, hay là trong chữ Hán gọi là Na Tiên Thì Khéo Kinh đó, thì là một tác phẩm ra đời vào thế kỷ thứ 3 sau khi Đức Phật viên tịch, nhưng mà họ cũng đem vào trong tiểu bộ kinh, mặc dù họ có ghi rõ là sau thời Đức Phật rất xa. Thì Tam Tạng Pali vẫn có những tác phẩm như là bộ Ngữ Tông Ca Thao và Thú, là bộ thứ 5 của Abhidhamma của Thắng Pháp Tạng cũng đưa vào Tam Tạng. Nhưng mà những tác phẩm khác mà có thể nói rằng đặc biệt rất là nổi bật, được sử dụng rất nhiều tác phẩm hậu tác như là Abhidhamma Mát Sáng Khá, tức là Thắng Pháp Tạm Yếu Luận, hay là bộ Sư Thế Bắc Cá Thanh Tịnh Đạo mà quý vị nghe Chư Tăng thường sử dụng và giảng giải ở trong lớp Phật Pháp Bhutta Dhamma này, đều là tác phẩm về sau này. Nhưng mà Tam Tạng Pali thì có một cái hạn chế, đó là những tác phẩm nào mà hậu tác thì được ghi rõ hậu tác, mặc dù người Miến Điện họ xem Milinda Panha là một trong 15 cái tác phẩm của bộ kinh của Kuttatthadikaya, nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn còn có sự dè chừng hơn là kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Thì thưa quý vị, cái sự khao khát về tri thức và một cái sự tích tập theo thời gian của những kinh điển như vậy đó, nó trở thành một cái biểu tượng muôn thuở của con người. Là ở trong cái hệ thống tín ngưỡng thường có hai cái hệ thống. Một là người ta chú trọng phát triển rất nhiều về niềm tin, và là họ dựa lên trên một cái quyển kinh rất ngắn, và từ bộ kinh đó đó nó trở thành một cơ sở khai triển rất rộng, như trường hợp kinh Quran của Hồi giáo, hay là Tân Ước và Cựu Ước, Tân Ước Cựu Ước và Quran. Những bộ kinh điển này nó rất là về số lượng, nó chỉ quyển sách nhỏ chứ không lớn, dạ không lớn như kinh điển của Phật giáo. Nhưng mà từ chỗ đó là họ khó tán ra lớn. Và có những tôn giáo khác á, thì đặc biệt không có chú trọng nhiều là bảo lưu một cái bộ kinh cô động nhỏ, mà cho một cánh cửa mở rộng và đem vào trong du nhập rất nhiều. Sau này bộ trong đó chuyển phép xem như là một cái trường hợp đặc biệt về phát triển thời gian. Không có một cái gì mà gọi là phủ nhận được về cái sự tự hào của những môn đến gặp Đức Phật, và bản thân của người đó hay là những đệ tử hay những người hâm mộ đó tán thán rằng đây là một người tinh thông Tam Vệ Đà, chỉ chừng đó là được xem như là người đó có cái thẩm quyền để nói, thẩm quyền để thảo luận, thể thẩm quyền để phản bác, thẩm quyền để phủ nhận, v.v. Thì cái vị Bà La Môn có tên là Sutika Farado Chá này, vị này khởi đầu bằng một cái lời nhấn mạnh là không có một vị Bà La Môn nào mà thanh tịnh chỉ vì trì giới và chỉ trì giới và tu khổ hạnh hết. Mặc dù hai điểm đó là hai cái điểm nổi bật ở trong sự thực hành tôn giáo ở Ấn Độ. Chúng ta nói bị trì giới ở đây gọi là giới cấm thủ, và chúng ta đọc ở trong kinh điển trong Trường Bộ rất nhiều bài kinh, trong đó có kinh Sa Môn Quả, Samanaphala Sutta, thì ghi lại rất nhiều giới cấm thủ. Và những giới cấm thủ này đó là họ chọn một cái giới cấm nào đó
và họ thực hành. Dạ, và có nhiều cái như vậy, nhiều lắm. Và những giới cấm này nó đã trở thành một cái mô thức gọi là kiêng cái này cử cái kia, và kiêng cái này cử cái kia là một cái đặc hạnh của vị, gọi là họ gọi là, vì sao Đức Phật dùng chỉ giới ngày khác. Và khi mình nói khổ hạnh đó, thì họ làm sao ép sát tiết chế. Thì hai cái trì giới, giới cấm thủ và khổ hạnh đó, được xem như là hai cái sắc thái rất là nổi bật trong cái tính lý và sự tu tập của người của người theo Bà La Môn giáo. Và vì Bà La Môn này khởi đầu và bị Bà La Môn Sutika Phrodocha ta mở đầu bằng một cái lời nói rất là mạnh là không có một ai ở đời này thanh tịnh là do trì giới và khổ hạnh hết. Tuy nhiên vị này lại thông sau một câu là chỉ có một vị mà có đầy đủ sự hiểu biết và cái chánh hạnh. Và cái chữ này nó rất là dễ lẫn lộn. Nếu mà quý vị nào mà đọc cái bản dịch nguyên của Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng Minh Châu bản dịch, thì quý vị đọc bản dịch đó mà không xem chú giải, thì quý vị có cái cảm giác là vị Bà La Môn này đang tán dương Đức Phật. Đang tán dương Đức Phật. Tại vì sao? Trong bản dịch đó nói như vậy là không có vị Bà La Môn nào thanh tịnh nhờ trì giới và khổ hạnh, mà chỉ có bậc minh hạnh túc là mới là cái bậc thanh tịnh cao cả tối thượng ở trong đời này thôi. Thì như vậy đang tán thán Đức, không phải cái lời kinh không phải là tán thán Đức Phật. Và cái chữ Uccha Sarana Sambandho này đó không phải là một cái lời xưng tán một trong chính hồng danh của Đức Phật, không phải. Mà ở trong sớ giải ghi rất rõ là vị này muốn đề cập đến Uccha Sarana. Ở đây là một trường hợp là cái sự đời sống và sự hiểu biết, và gọi là tri hành hợp nhất. Dạ, tri hành hợp nhất. Và cái Uccha và cái sự hiểu biết ở đây đó, quý vị nào mà đọc nhiều thì ở trong kinh Pali chữ Uccha thường chúng ta nói là minh, Uccha là vô minh, nhưng mà chữ Uccha trong cái ngữ cảnh cũng như trong cách sử dụng người ẩn giáo chỉ là sự minh triết. Dạ, sự minh triết. Và cái sự minh triết là tức là sự hiểu biết trực lưng, một cái sự hiểu biết vượt lên trên hiểu biết tầm thường, một cái sự hiểu biết mà người Mỹ không phải là knowledge mà hiểu biết gọi là wisdom. Và wisdom tức là một cái sự minh triết trong đời sống, sự khôn ngoan trong đời sống. Và cái khôn đó nó kết hợp vừa là khôn vừa là khéo, tức là hiểu biết và khéo léo. Và hiểu biết khéo léo ở đây tức là có sự hiểu biết nhưng sự hiểu biết có thể ứng dụng được, thành ra tạo ra cái Uccha Sarana Sambandho, tức là như chúng ta nghe trong Nho giáo mà dùng cái mệnh đề gọi là tri hành hợp nhất, tức là sự hiểu biết và đời sống song hành với nhau. Hay hoặc giả là trong thế giới ngày hôm nay chúng ta đề cao khoa học và kỹ thuật. Dạ, khoa học là sự hiểu biết tổng quát nhưng mà kỹ thuật là sự ứng dụng. Bây giờ người ta không dùng kỹ thuật nữa, ngôn ngữ người ta gọi là công nghệ. Mình có học về khoa học khác nhưng mà công nghệ khác. Chúng ta biết cái lý thuyết về bom nguyên tử đó là khoa học, nhưng mà chế được bom nguyên tử hay không đó là cái công nghệ. Và người Việt Nam có thể là trong trường đại học, người Việt Nam có thể có những tiến sĩ mà nắm rất vững về cái lý thuyết vật lý, nhưng mà cái đó thuần là khoa học. Nhưng mà để từ một cái hiểu biết mà chế được cái radar, từ hiểu biết chế được hỏa tiễn, từ hiểu biết chế được những chiếc tàu chiến 5.000, 7.000 tấn, cái đó đòi hỏi công nghệ. Thật ra Uccha Sarana là chúng ta nên hiểu rằng đó là sự hiểu biết và cái khả năng ứng dụng sự hiểu biết. Dạ, yeah, khả năng hiểu biết. Thì vị này nói đến một cái điểm mà rất là tự hào, bởi vì là tin là đó là một cái trọng điểm, đó là sự hiểu biết theo kinh Phệ Đa, cái sự ứng dụng đó trong đời sống. Thì thưa quý vị, trong câu nói và trong cái tính cách nói cũng như trong cái hàm ý mà vị Bà La Môn Sutika Phrodocha nói đó, thì
ở trong đó có một điểm mà chúng ta không có, không sống trong xã hội ấn thì chúng ta không có nhận ra điều đó. Đó là cái sự đề cao và đề cao giai cấp và đề cao giai cấp Bà La Môn. Tại vì sao? Tại vì trong cái văn hóa xã hội Ấn Độ đó, là một cái người thật sự thanh tịnh nhất là phải là một người mà chuyên trì, am hiểu, súc thông Tam Vị Đà. Và cái giai cấp mà có được, dạ, giai cấp mà có được cái thẩm quyền để giải thích kinh Vệ Đà, giai cấp được xem như là có cái tư cách học kinh Vệ Đà, giai cấp được xem như là cái người mà là một cái thành phần mà có thẩm quyền để giải thích kinh Vệ Đà đó, đó là giai cấp Bà La Môn. Giống như ở Mỹ này, người ta nói rằng trong ngành trong ba cái ngành của chính phủ thì tối cao pháp viện bên ngành tư pháp, tối cao pháp viện tức là một cơ quan tối hậu có thẩm quyền để giải thích hiến pháp. Thì ở trong xã hội Ấn Độ họ cho rằng ở trong tất cả những giai cấp thì giai cấp mà có cái thẩm quyền để mà giải thích kinh điển Vệ Đà phải là giai cấp Bà La Môn. Yeah. Như vậy thì trong cái lời nói của Bà La Môn Sutika Phararacha đó, đối với Đức Phật thì vị này muốn nói rằng ở trên đời này những cái người tu giới hay tu khổ hạnh không ai thanh tịnh hết, chỉ có những người có cái sự thông suốt kinh điển Vệ Đà và mở hoặc đơn, đồng nghĩa tức là những người thuộc giai cấp Bà La Môn mới thật sự đạt đến chỗ thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu cái câu nói như vậy, bởi vì nếu chúng ta không đọc rõ cái văn của Tam Tạng, ở kinh văn Tam Tạng và bản sớ giải đó, thì chúng ta rất là dễ lầm lẫn là ông Bà La Môn này đang tán thán Đức Phật. Và quý vị nào lật lại cái bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, để quý vị thấy nếu mà đọc sơ qua đó, là không phải là do trì giới hay tu khổ hạnh đặng đến thanh tịnh, mà chỉ có bậc minh hạnh túc mới là bậc thật sự thanh tịnh ở đời đó. Mình mới nghe mình tưởng đâu là ông Bà La Môn đang ca ngợi Đức Phật, không phải, ông đang đề cao cái giai cấp Bà La Môn. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài đã trả lời, và trong cái sự trả lời này của Đức Phật thì ngài mở đầu, ngài mở đầu bằng đưa ra hai điểm phủ quyết về cái giá trị của sự thọ sanh và giá trị của cái sự trì niệm kinh chú. Dạ. Giá trị trì niệm kinh chú. Thật ra hai cái điểm này là hai cái trọng điểm của cái văn hóa Bà La Môn. Tức là Bà La Môn không đơn thuần là một tôn giáo, mà Bà La Môn còn là một giai cấp. Và cái tôn giáo mà gọi là Ấn giáo Bà La Môn liền với cái quan niệm về giai cấp. Ở trên thế giới này chỉ có hai cái tôn giáo mà người ta gọi là tín ngưỡng gắn liền với cái quyết thống thọ sanh, đó là Do Thái giáo. Dạ, Do Thái giáo. Người Do Thái đó, họ tin rằng cái dân tộc Jewish, dân tộc Do Thái là dân tộc được Chúa lựa chọn. Đó là những gì được ghi ở trong Old Testament hay là trong Cựu Ước, dạ, trong kinh điển của Do Thái giáo. Thì cả thế giới này có bao nhiêu chủng tộc không biết, nhưng mà chủng tộc Do Thái là chủng tộc được Chúa lựa chọn. Còn Bà La Môn giáo thì họ tin rằng những người Bà La Môn giáo sanh ra từ miệng của vị Phạm Thiên, và những người Bà La Môn giáo là gọi là sự thọ sanh là quan trọng, mà nói chính xác đó gọi là quyết thống thanh tịnh, mà nói rõ hơn là thanh tịnh quyết thống bảy đời. Tức là không có trường hợp mà một vị Bà La Môn lấy một người thủ giai cấp sát nữ địa hay là Cũ Đà hay là Vệ Xá ngày sắc để làm mà để quyết thống không được thanh tịnh. Và họ rất là chú trọng về quyết thống thanh tịnh, không có lai những giai cấp khác. Dạ. Đó là thọ sanh. Và thứ hai là Đức Phật đã nói về cái chuyện mà chuyên trì niệm kinh chú. Trì niệm kinh chú cũng là một sắc thái của Bà La Môn giáo. Dạ. Trì niệm kinh chú nó bao gồm cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng.
Dạ, ghế đen đó là vị này trì tụng những mantra. Dạ, những mantra này thật ra thì đó là một cái phương thức truyền khẩu cổ điển. Nó cũng là một phương pháp gia trì, chuyên trì của người Bà La Môn. Khi mà họ ngày hôm nay thì chúng ta thấy một số các tông phái đạo Phật có một cái hình thức mà còn ảnh hưởng Bà La Môn giáo nhiều cơ. Là một phương pháp niệm Phật chẳng hạn, chuyên trì niệm một cái câu mantra, một câu thần chú lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đó là biểu tượng Bà La Môn. Thì Đức Phật dạy rằng nếu một người mà thọ không phải là do họ thọ sanh trong giai cấp Bà La Môn hay là chuyên niệm kinh chú, mà người đó là người thanh tịnh. Dạ, người đó gọi là người thanh tịnh. Người đó là một phạm chí thật sự. Chữ phạm chí ở đây, chữ phạm chí là một cách nói khác của chữ Bà La Môn Brahmana. Nhưng phạm chí ở đây có thể nói là một người thanh tịnh đó. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu người đó, dạ, nếu người đó trong cái đời sống của người này đó mà còn có một cái chúng ta gọi là khổ hóa và ô nhiễm, dạ, nội tại ở trong lòng á, khổ hóa và ô nhiễm. Khổ hóa là gì? Tức là trong lòng á chất chứa những cái tham lam, sân hận, si mê, tranh danh đoạt lợi. Ô nhiễm á, tức là đối với danh, đối với lợi, đối với những cái sắc thân khí vị xúc mà còn bị ô nhiễm thì chúng ta gọi là một cái người hư mục, khổ hóa từ trong nội tại và việc ô nhiễm, và người đó sống dựa trên sự giả dối. Và ở đây chúng ta nên hiểu câu này, giả dối ở đây là bản thân của người đó bị ô nhiễm, nhưng mà bởi vì họ có cái danh xưng là tôn giáo, là tu sĩ, danh xưng là vị sa môn, thành ra họ sống có cái lớp sơn bên ngoài rất là đẹp, nhưng mà gỗ trong thì mục. Nói cách khác đó, tức là họ không phải là thực tu, và không phải thực tu đó là sống dựa trên sự giả dối, và sống dựa về giả dối. Thì Đức Phật nói không phải là bị đó, phải là hạn chế. Đó là một câu nói rất thẳng, rất rõ của Đức Phật cho Bà La Môn Siddhika Pararaja. Và rồi ngài lại nói thêm rằng đối với tất cả những người trong đời này, và ngài không dùng chữ tất cả ở đây, dù là Bà La Môn, dù là Sát Đế Lị, dù là Phệ Xá, dù là Thủ Đà, dù là Chiên Đà La, nô lệ tạp dịch đó, thì ai tinh tấn, ai có quyết tâm, ai có tu tập thì đạt đến sự tinh thần định. Sự thật là vậy đó, thậm chí sự thật là vậy này Bà La Môn. Thì trong cái cách nói của Đức Phật, ngài dạy rằng không phải là do giai cấp, mà là người ở bất cứ giai cấp nào có tu, có thực tu thì có thực chứng, mà không thực tu thì không thực chứng. Nó giống như bây giờ mình chúng tôi biết ở trong giới tu sĩ người ta hay nói rằng vị này là vị kia là trong dòng Lâm Tế Chánh Tông, hay là dòng này làm kia đời thứ mấy, vân vân, người ta hay nói như vậy. Nhưng mà thật ra cái dòng, cái sơn môn, cái dòng tu, cái pháp phái nó không nói được cái gì hết, mà quan trọng là vị có thực tu thực chứng hay không. Dạ, mà cái không có thực tu thì không có thực chứng, mà ở trong tự nội tại mà bị thối nát, bị hủ hóa và bị ô nhiễm đó, thì ở bên ngoài giống như là một cái bàn, cái ghế nó mục, ở trong mình ở ngoài có sơn, thế thì ở trong đó cũng mục thôi. Thì như vậy Đức Phật ngài dạy rằng không phải là do thọ sanh, không phải là do trì kinh niệm chú mà một người thanh tịnh. Nếu người đó ô nhiễm, hủ hóa và sống dựa trên sự giả dối. Và ngài nói một cách ở một cái mặt ngược lại, cho dù một người đến từ bất cứ giai tầng nào của xã hội mà người đó có thực tu thì người đó có thực chứng, người đó có nỗ lực, có quyết tâm, có kiên trì thì người đó có thực.
Dạ, xin hỏi quý Phật tử, quý vị có còn nghe được không? Dạ. Chúng tôi đang đang thay lời của Thượng tọa Hóa Căn. Nếu khi đồng tọa Pháp Đăng vào, quý vị còn thể cho biết nha. Tại vì chúng tôi không có xin được kêu quý vị tắt nhìn trong Viber nếu Thượng tọa Pháp Đăng vào. Bởi vì đang nói chuyện không có nhìn thường màn ảnh, xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện này là Đức Thế Tôn Ngài đã xoáy thẳng vào vấn đề. Thì ở đây chúng ta nói sơ một chút về những điều, những giai cấp Đức Thế Tôn đề cập đến. Thường mình nghe nói người Ấn Độ có bốn giai cấp. Giai cấp đầu tiên là giai cấp Sắc Đế Lệnh, xin lỗi, giai cấp Bà La Môn, Bà La Môn trong đó. Tức là một cái giai cấp mà họ tin rằng họ có cái thẩm quyền về về tôn giáo và về kinh điển Phệ Đà. Họ tự nhận là họ là giai cấp cao quý nhất. Nhưng mà thật sự thì trên thực tế đó, thì cái giai cấp thứ hai, giai cấp Sắc Đế Lị là giai cấp thống trị. Và giai cấp thống trị tức là các vị vua chúa, các vị chiến sĩ. Thì giai cấp thống trị này đó, họ là vua, họ họ thuê, họ trả lương, họ cho bổng độc. Ví dụ như có vị Bà La Môn nào đó mà có tư cách đạo hạnh đó, thì nhà vua cho được quyền thu thuế trong một ấp nào đó, trong một khu vực nào đó. Thì cái gọi là giai cấp Bà La Môn đó, thì thật ra không có, họ nhận họ cao, nhưng mà về phương diện tôn giáo thì người Ấn Độ họ chấp nhận như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó, thì giai cấp Sắc Đế Lị là có quyền hành, tại họ giai cấp chiến sĩ, họ giai cấp thống trị, họ là giai cấp vua chúa. Dạ, chữ Khatiya nó từ cái, chúng ta đọc ở trong kinh Đức Phật giải thích là từ cái chữ gọi là chữ Khát Tăng là ruộng đất. Khatiya là người bảo vệ ruộng đất, chúng ta nói là một những người giữ an ninh, nhưng mà thật sự là những người thuộc giai cấp thống trị. Rồi cái giai cấp kế chỉ cấp Phệ Xá, giai cấp Phệ Xá thì giai cấp thương nhân, thương buôn, những vận hành cái nguồn máy kinh tế của xã hội, tức là về buôn bán đó. Và cái giai cấp thứ tư thấp nhất là cái gọi là Thủ Đà La, từ giai cấp cùng đinh. Giai cấp này thì họ sống phần lớn bằng cái lao động tay chân rất khổ. Nhưng mà ở đây lại có thêm một chữ Chanh Đà La, Chiên Đà La. Thì những người Chiên Đà La đó, họ còn tệ hơn là những người Thủ Đà La. Ở đây á, quý vị chúng ta nên hiểu như vậy, là những người Thủ Đà La ngày xưa vậy và bây giờ cũng vậy. Những người trong giai cấp thấp, giai cấp cùng đinh nghèo á, gọi là Thủ Đà La. Nhưng mà ngày xưa đó, trong xã hội nó có giai cấp gọi là bị đặt ra ngoài lề. Họ là giai cấp gọi là nô dịch. Dạ, giai cấp nô dịch có nghĩa là họ có thể bị bắt làm những công việc nặng mà không có trả lương nhiều, cho cơm ăn thôi, cho đồ ăn thôi, và họ phải tuân phục. Dạ. Nếu một cái người mà cái người đó là vua chúa là muốn để sai họ làm việc này, gọi là đầy tớ không công đó, và họ có thể bị ngược đãi, bị đánh đập nếu họ vi phạm những cái luật rất là vô lý. Thí dụ như là họ đi mà họ đạp cái bóng của người giai cấp cao, người giai cấp cao có thể đánh họ. Nói tóm lại là họ chỉ trên con vật thôi. Và đồng thời người ta, họ thường là những người bị hiếp đáp, rồi phải cam chịu, phải chấp nhận. Và họ sanh ra tại vì Thượng Đế đã an bài cho họ cái số phận như vậy. Thành ra trong cái ở đây cái, chúng ta có chữ Chanh Đà La, chữ Chiên Đà La đó, nó còn tệ hơn là Thủ Đà La nữa. Dạ, Thủ Đà La coi vậy mà họ có nhà, có cửa, họ có cuộc sống của họ, mặc dù họ là chúng ta gọi như cấp cùng đinh, về kinh tế cũng như địa vị họ nghèo hơn thương, nhưng mà họ có thể làm được. Ngày nay nó có nhiều người, chúng ta lấy ví dụ như là tiến sĩ Ambedkar, mà người viết ra hiến pháp Ấn Độ và người Phật tử mà đã đưa hàng triệu người Ấn trở về Phật giáo đó, thì ông đến từ giai cấp gọi là Thủ Đà La. Nhưng mà những người Thủ Đà La không nhất thiết là người Chiên Đà La. Dạ, những người Thủ Đà La đó, họ là giai cấp cùng đinh, nhưng mà họ vẫn có quyền thủ đất tài sản,
và ai đụng tới họ họ có thể đánh lại được, nhưng Chiên Đà La thì không. Chiên Đà La là nó tương tự như là trong cái xã hội La Mã hay là nhiều trong nhiều nền văn hóa từ xưa có những người là nô lệ slave trong ở tại Bắc Mỹ thời nô lệ ngày xưa nghĩa đen như vậy đó, họ chỉ được họ chỉ hơn con vật thôi và họ không có được cái quyền cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của chính mình, không có cái quyền được thừa nhận là họ có một cái họ sẽ ngẩng mặt lên trong xã hội được. Thành ra Chiên Đà La đó là một cái chuyện còn tệ hơn mà Tủ Đà La nữa. Thì Đức Phật ngài nói rằng tất cả giai cấp, ngài nêu ra, ngài nêu tất cả giai cấp, có tu thì có chứng, mà không tu thì không chứng. Mà có tu, tu ở đây tức là có quyết tâm, có tinh tấn, có nỗ lực. Chứng ở đây là có khả năng chuyển hóa từ cái chủ ô nhiễm sang thanh tịnh. Và khi mà chúng ta nói ngày hôm nay đó, thì thưa quý vị, đây là một cái thông điệp rất là bình thường. Tại vì sao? Chúng ta sống trong thời đại người ta nói nhiều cái sự bình đẳng xã hội, chúng ta nói về tự do dân chủ, và thậm chí bây giờ người ta hô hào sự bình đẳng như là một cái slogan để vận động chính trị, để đề cao bản thân của mình. Nhưng mà ở sao Ấn Độ ngày xưa đó là một thứ tabu, nó là một thứ được cấm kỵ, được cấm kỵ rất là ít người dám nói, rất ít người dám nói, họ đều cấm kỵ lắm. Bởi vì sao vậy? Tất cả những giai cấp họ đều muốn duy trì cái quan niệm về giai cấp, ngoại trừ những cấp cùng đinh và nô lệ. Và ngay cả cái giai cấp cùng đinh và nô dịch đó, thì họ cũng an phận, cũng chấp nhận rằng Thượng Đế đã bắt họ như vậy thì họ phải như vậy. Nhưng mà Đức Phật, ngài đem chánh pháp vào trong cuộc đời, ngài mang một thông điệp hoàn toàn mới. Ngày hôm nay chúng ta đọc là một thông điệp. Khi ngài cho Sunita, một người cùng đinh quét rác, trở thành một tỳ kheo là một thông điệp. Nhưng mà Đức Phật ngài đã mở cửa ra cho chư vị tỳ kheo đệ tử Phật lúc bây giờ là những trí thức, là những bà la môn, là những hoàng tử xuất gia, để đón nhận những người cùng đinh vào tu tập. Đó là một thông điệp. Những thông điệp này rất là mạnh mẽ. Đức Phật ngài không có dạy rằng mình chỉ lấy cái quan niệm chống sự kỳ thị giai cấp là đủ, mà ngài đưa ra một thông điệp là bất cứ ai có nỗ lực, có tinh tấn, có tu tập thì có chuyển hóa. Và cái thiện pháp, cái chân pháp, cái chánh pháp đó, nó không có một cái giới hạn cho một giai cấp, cho một cái giai tầng xã hội, mà nó tương tự như đồ ăn. Ai biết nấu thì nó ngon, ai biết nếm thì thưởng thức được, và ai biết nấu biết nếm thì người đó có được thực phẩm ngon. Và cho dù ở giai cấp nào, như chúng ta có câu nói là hoa khai bất trạch bằng giá địa, là hoa nở thì không được chọn đất nhà nghèo, không biết chọn đất nghèo giàu chết hoa cũng nở. Thì ở tại trong bài kinh này, Đức Thế Tôn ngày truyền dạy một cái thông điệp muôn thuở của đạo Phật là hãy coi chừng những cái nhãn hiệu tôn giáo, nhãn hiệu về giai cấp, nhãn hiệu này đặc biệt là cái sự tri thức ấy, nó lừa dối chúng ta. Nếu một người mà họ sanh ra có một giai cấp cao quý, cao sang, thế gia vọng tộc, và nếu một người mà họ tu theo một tôn giáo, mà tôn giáo đó có cái số lượng đông đảo tín đồ và có cái nhãn hiệu được nhiều người biết đấy, nhưng mà người đã sống hủ hóa, người đã sống ô nhiễm, người đã sống dựa vào sự giả dối, thì người đó không phải là người thanh tịnh, không phải là người thanh tịnh. Cho dù họ nhận họ là thanh tịnh, nhưng mà cho dù bất cứ giai cấp nào mà có những người thực tu thì người đã thực chứng. Thì Đức Phật dạy rằng sự thực chứng đó, đó cái sự thực tu đó dựa lên trên những nguyên tắc người đó. Và quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Và được đại đức Trì Kỳ cho biết là từ tổ Pháp Đăng đã vào. Dạ, kính chào từ Pháp Đăng. Bây giờ thì để tính từ tổ Pháp Đăng bắt đầu cho cái buổi giảng từ tổ hôm nay. Nãy giờ chờ từ tổ thầy đã tiếp lời. Xin kính thưa từ tổ Pháp Đăng.
Xin được hỏi thì tổ hợp đang có nghe được không? Nếu thì tổ hợp đang nghe được xin tỉnh thì tôi cầm mic. Dạ vâng, có lẽ thì tổ hợp đang mới vào và cũng nếu chừng thì cũng chưa biết là cái nào đã giảng rồi cái nào chưa. Thì bây giờ chúng ta nên chuyển qua phần thảo luận. Thật sự thì nói chuyện cũng một phần đầu của giờ đầu của vậy cũng tạm đủ cho bài kinh hôm nay. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu nghe được, xin Hòa Thượng Hoan Hỷ cho biết. Quý Phật tử thấy Hòa Thượng Tề Siêu còn ở trong lớp không? Ồ dạ. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, có nhiều khi chúng ta hay có một cái sự lầm lẫn giữa danh nghĩa và thực chất. Thí dụ như là mình nói là mình là người tu theo Phật giáo, hay là mình là tu theo Đại Thừa, tu theo Nguyên Thủy, tu thế này thế kia. Và thường là chúng ta chỉ chú trọng về danh nghĩa thôi. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều rằng cho dù cái danh nghĩa tốt cách mấy mà thực chất không có thì nó cũng là vấn đề. Thì cái hiện tượng này đó, Hòa Thượng có nhận thấy rằng nó phổ biến trong thế giới ngày hôm nay không? Nghĩa là người ta quá chú trọng nhãn hiệu, nhưng mà người ta lại quên đi thực chất. Hòa Thượng có thấy rằng trường hợp này có phổ biến không? Xin kính thưa. Để kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Với cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng nêu ra thì chúng tôi chỉ trả lời ngắn được. Theo chúng tôi thì tất nhiên là ngày nay thì chúng ta thấy rõ là có người ta đa số người ta chỉ chú trọng về cái nhãn hiệu, cái hình thức ở bên ngoài. Sản phẩm mà người ta sản xuất, người ta làm ra, người ta cũng chỉ chú trọng về cái hình thức, cái màu sắc, cái nước sơn ở bên ngoài thôi. Ngày xưa với ghế ở trong nhà, cột kèo rơi mè, người ta làm bằng gỗ, gỗ thật, gỗ cốt lõi, từ những cái cây cổ thụ già. Những cái bàn hay bộ ngựa nó có thể tồn tại hàng thế kỷ mà nó vẫn chưa hề gì, chưa hề hư một gì hết. Còn như ngày nay quý vị thấy thì những cái món đồ gỗ người ta dùng là cưa để người ta ép lại, người ta phủ lên một cái lớp sơn giả gỗ, nhìn thì thấy đẹp lắm, như là ván ô can được chẳng hạn. Nhưng khi về xài chỉ cần có cái hơi ẩm, hơi nước thì bắt đầu nó bung ra,
rồi là nó từ ngồi nó mở đi. Những cái bộ ghế thì trừng trĩ ở đặt ở giữa nhà ngày xưa đó, thì cây càng xài càng lấn nước. Còn bây giờ những cái bộ ghế salon mà người ta đặt nó tốt là do cái nệm ở bên ngoài hay là cái da simili mà người ta phủ lên, người ta mai chặt chẽ lên thì mình thấy nó đẹp gì, ngồi nó êm gì, chứ thật sự bên trong cái sườn của nó là bằng gỗ tạp. Bây giờ vấn đề thứ gì ở trong tôn giáo, những cái tôn giáo nào mà có đông đảo tín đồ thì người ta cho rằng cái đó là cái tôn giáo tốt. Người ta quan niệm cái gì? Ngay cả các vị tu sĩ Phật giáo cũng vậy. Vị nào mà có cái học vị cao, có cái bằng cấp cao thì người ta tôn trọng những vị đó, cho rằng vị đó là xuất sắc. Ở trong giáo hội, những người nào mà có cái chức vụ quan trọng thì những người đó là được cái sự tiếp đón nồng hậu, được tôn kính, vân vân. Đúng là những cái hiện tượng mà ngày nay chúng ta thấy rất là nhiều. Người ta không có chú trọng về cái thực chất. Cho nên học qua cái bài kinh này, chúng ta có nhiều vấn đề để chúng ta nói. Dựa vào bài kinh này, chúng ta cần phải có một cái nhìn cho nó xác thực, nó có chút một chút. Ví dụ một mình không thể sửa được cái quan điểm của quần chúng hiện nay, nhưng mà ít ra cũng còn có một người để hiểu được cái giá trị thật. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Nhất Nữ, Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trưng Hòa Thượng Tề Sư. Bạch Hòa Thượng Tề Sư, Hòa Thượng Quan Hỷ giải thích là thường thường mình thấy rằng cái sự hiểu biết ấy, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong sự thực hành, ở trong sự thay đổi, chuyển hóa đời sống. Nhưng mà tại sao có nhiều trường hợp sự hiểu biết ấy, nó trở thành vô nghĩa, mà thậm chí nó ngăn ngại cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta nữa? Tại sao có nhiều trường hợp một người biết rất nhiều, học rất rộng, nhưng mà cái đời sống thực của họ thì không thay đổi được, không làm cho họ tốt hơn được? Thì bình hòa thượng theo hòa thượng nghĩ là tại sao cái chi kiến rộng lớn á, ở trong trường hợp nào mà nó tạo nên một thất bại to lớn như vậy? Kính thỉnh hòa thượng Quan Hỷ chia sẻ cho đại chúng một vài suy tư của hòa thượng.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi không vậy? Dạ. Thì quý vị không nghe được hả? Ôi dạ vâng. Mình Hòa Thượng không biết Hòa Thượng, dạ thấy Hòa Thượng thầy sư không biết cái tên Hòa Thượng. Trên tầng kính thưa quý vị. Vì cái vấn đề đó thì chúng ta cần phải hiểu cái vấn đề ở chỗ là cái gọi là tốt hay là thanh tịnh là muốn nói đến ở cái khía cạnh nào. Ở đây một người thật sự là yếu thì thân tịnh là khi nào người đó có cái sự tinh tấn nỗ lực rồi bỏ những ác những thiện pháp, tức là từ bỏ tham sân si, mà sống với cái tâm ngừng với vô tham vô sân vô si, mà những cái tâm hiền và tu ở quả tâm siêu thế thì mới có vô tham vô sân vô si căn bản mạnh mẽ. Bởi vì đó là cái pháp gọi Macchima Dhamma là pháp trung bình, hay là Panita Dhamma là pháp tinh lương. Còn cái pháp thì nó là Hina Dhamma, tức là cái pháp ti hạ thôi, thấp kém. Cho nên khi mình có kiến thức, có sự hiểu biết rộng là do nơi cái sự học hỏi. Nhưng mà học hỏi rồi bỏ đó, không có cái sự đắc ý, bỏ tham sân si, thì như vậy làm sao mà thanh tịnh được? Cho nên trong bài kinh Sakro Pama Sutra, ví dụ lỗ cây, Ngài đưa lên những cái thí dụ về một người đi tìm cầu lỗ cây. Người họ muốn đi tìm cầu cái lỗ cây, nhưng họ đứng trước cái cầu cổ thụ, họ chỉ đốn nhánh và lá đem về, thì cái đó chưa phải là đạt được cái lỗ cây. Có người họ tìm cầu cái lỗ cây mà họ chặt bỏ nhánh lá, họ đẽo cái, họ rớt cái da ngoài, cái vỏ ngoài của cây, cũng chưa phải là người thật sự đạt được cái lỗ cây. Có người họ rớt vỏ gì vỏ ngoài, họ cạo lấy cái vỏ trong của cây,
Cái đó cũng chưa có thật sự là đạt đến cái lỗi khen. Mọi người chặt bỏ nhánh lá, bỏ cỏ ngoài, bỏ cỏ trong, như họ đẻo lấy cái giá cây họ đem về, thì cái đó cũng chưa phải là cái lỗi khen. Người thật sau khi chặt bỏ nhánh lá, rớt bỏ cỏ ngoài, cỏ trong, đẻo bỏ cái giá cây, họ lấy cái phần lõi ở bên trong đó, thì cái đó mới thật sự là cái lỗi cây. Cũng được. Nói xuống phẩm hạnh này, mình nghĩ rằng khi mà mình xuất gia, mình được người khác những lễ cúng dường, cái lợi đức công chính đó mà mình có được nhiều, không phải là mình trở thành tốt, mình là một vị tu sĩ tốt. Có người họ tự hào cho rằng như vậy là họ có cái đức độ, có cái phước báo nhiều, cho nên họ mới được cái lợi đức công chính hơn vị khác. Nhưng mà cái đó là vì họ chưa hiểu rằng là cái nghịch đó không phải là lỗi cây của chính pháp. Những người xuất gia tu tập chỉ mới có giữ giới tốt này, vì cái nhân giới tốt đẹp họ trở thành khen bình chê người khác. Thì như vậy, cái này nó cũng, sự giữ giới tốt đẹp cũng chưa phải là lỗi cây của chánh pháp, lỗi cây của phạm hạnh. Những người họ xuất gia, rồi họ tu thiền tốt, cái này cũng chưa phải là lỗi cây của phạm hạnh. Một người xuất gia, họ học hỏi được nhiều đa văn, quảng kiến, cái này cũng chưa phải là lỗi cây của chánh pháp, lỗi cây của phạm hạnh. Vì đa văn quảng kiến, nhưng mà nội tâm của họ vẫn còn tham sân si, thì họ chưa phải là thanh tịnh. Cũng giống như người mà chỉ đẻo cái giác cây, tức là cái phần thật của cây đó, thì chưa phải là lỗi cây của và mạnh của chánh pháp. Người thật sự sau khi đã diệt trừ tham sân si, ra gần chắc đồ sành chắc và hài giác mô hành Samapachano số 11 tạch chích tổ, người từ bỏ tham sân si, được chính trí tâm giải thoát, không chấp thủ đời này đời sau, thì người đó mới thật sự là một người tu tập thanh tịnh, và người đạt được cái lỗi cây của chánh pháp. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng kiến thức nhiều nhưng mà nếu không có suy nghĩ đúng đắn, vì không có dẹp bỏ được tham sân si, mà chỉ lấy cái kiến văn đó để nhằm một cái mục đích khác, thì như vậy làm sao mà tốt được? Mà chính do
cái sự quảng bác một chiều hiểu rộng. Rồi khi người đó cung kính phát sinh nhiều thì cái này là nó nguy hại cho vị tỳ kheo đó. Bởi vì một vị xuất gia mà không có chú ý để từ bỏ tham sân si thì dù vị đó có cái trí văn học chiều rộng thì vị đó chỉ đỡ hơn cái vị mà dốt nát thôi. Nhưng mà cần phải hiểu rằng nó chưa có được cái lỗ cây của chính pháp, cái lỗ cây của đời sống hoàn hảo. Thì ở trong 10 cái Pali Bồ Tát, 10 cái quán niệm, 10 pháp quán niệm, hay là 10 cái chướng ngại, 10 cái vướng bận cho một vị tu tập, trong đó có cái gọi là ganh khắc Pali Bồ Tát, tức là chú học. Chỉ nghĩ đến cái việc mà ôn kinh kệ và thuyết pháp đi ở chỗ này đi ở chỗ kia, nhưng mà bỏ quên những cái phiền não, cái bụi phiền não tham sân si nó vẫn đóng dày một lớp ở trong nội tâm. Thì như vậy là vì nó bỏ quên cái phần sự do bị vướng bận với pháp học, cho nên pháp học mới trở thành một cái chướng duyên, trở thành cái sự quái niệm cho cái việc mà tu tiến. Như ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng không có nghĩa là những người xuất gia mà học nhiều hiểu rộng đó thì lại là một cái chướng ngại. Chúng ta cần phải hiểu mỗi một vị có một cái sức kém riêng. Như trong Thanh Tịnh Đạo có kể lại cái câu chuyện về một vị trưởng lão pháp sư, vị đó thông suốt tâm tạng kinh điển và dạy dỗ cho học trò đông nhiều, và những người học trò, những người đệ tử đó, những vị đó nhiệt tâm tinh cần và đều chứng A-la-hán. Cho nên khi các cận sự nam, cận sự nữ họ đến chùa, họ nghĩ rằng các học trò của vị này, của vị trưởng lão này đều là bậc thánh, chắc là vị trưởng lão này cũng là bậc cảnh đại A-la-hán. Cho nên họ đến chùa, họ muốn tìm gặp cái vị, được ý kiến cái vị đại A-la-hán đó. Họ hay nói gì? Thì một vị tỳ kheo thị giả của vị trưởng lão đó, vốn là một bậc lộng trưởng, khi mà đi vào thông báo, vị đó mới nói rằng bạch ngài, các cư sĩ họ đi đến chùa, họ đều tôn xưng ngài là bậc đại A-la-hán và họ muốn cần ý kiến bậc đại A-la-hán. Cái việc đó có nên chăng? Vị tỳ kheo thánh tăng chỉ gợi ý như vậy thôi. Thì cái vị trưởng lão đó suy nghĩ một lúc, vị trưởng lão mới nói rằng là
ta muốn được ý kiến Đức Phật Mithi Giá trong tương lai. Nhưng mà bây giờ nếu như hiện giả nói như vậy thì để ta suy nghĩ lại. Rồi vị thị giả mới vừa quay lưng đi, khép cửa lại thôi, ra khỏi phòng khép cửa lại, thì cái vị trưởng lão đó ngài bỏ cái sự vướng bận về cái ký văn Phật pháp và cái tâm nguyện ý kiến Đức Phật Mithi Giá trong tương lai, ngài lập triển khai thiền quán, nhanh chóng là chứng quả A La Hán. Lúc đó ngài vỗ tay lên ra hiệu, thì vị thị giả mở cửa bước vào, thì ngài nói rằng thì giả hãy ra, cái cư sĩ đó đi vào trong dẫn đường và chờ ta ra. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ vị trưởng lão đó từ trong phòng bước ra thanh tịnh, vì là bậc đoạn lậu rồi, ngài là bậc A-la-hán thật sự rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tiếng văn quảng bá đó, nó cũng có lợi thế. Nếu mà một vị tỳ kheo học nhiều hiểu rõ về Phật pháp, thì khi nào mà cần thiết thì vị đó chỉ cần chú ý và ứng dụng thể nhập tri kiến thì vị đó sẽ thành tựu thôi chứ gì. Cho nên pháp học không phải hoàn toàn là chướng ngại cho cái vị tu tập, vì không biết cách sử dụng, không biết cách ứng dụng, cho nên pháp học mới là chướng ngại. Chứ còn một vị mà đã thuần thục thì trong trường hợp này chính cái kiến văn quảng bá về Phật pháp sẽ giúp cho vị đó vô ngại, tự tại. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, nếu không nói như vậy đó thì có nhiều người họ hiểu lầm, họ nghĩ rằng đi tu, đi xuất gia mà pháp học nhiều quá sẽ làm cho chứng ngại cái việc mà tu tập, cho rằng những vị pháp sư đó không có tu tập, mà các vị thì sư nếu vậy cũng sai thưa quý vị coi chừng. Bởi vì những vị pháp sư đó họ có kiến văn Phật pháp nhiều, chỉ sư họ có chính tri kiến, có cái sự khéo tác ý và có sự tinh tấn nỗ lực, họ biết dẹp qua một bên, cất qua một bên những cái ký văn đó, họ lấy cái tinh hoa của cái sự hiểu biết đó để họ ứng dụng thì họ sẽ thành tựu thôi. Ở trong nhà mình nó có nhiều tiện nghi quá, vì do quá nhiều tiện nghi, ghế hay là tivi hay là tủ lạnh vân vân để chất đầy, thì mình cảm thấy nhà bị rối. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cần thì người ta chỉ cần thu xếp để có nơi có chỗ đúng với vị trí thì nhà cũng thông thoáng được, mà trong khi đó là người ta có đủ tiện nghi để người ta sống một cách sung sướng, một cách hạnh phúc. Còn nếu mà đem bỏ hết cái nhà trống rỗng thì thưa quý vị,
không có tiện nghi để mà sinh hoạt. Đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Quý vị hãy nhớ, đừng có sợ là mình lo mình học nhiều quá đó, rồi mình bỏ cái việc tu tập. Cái đó là tại vì quý vị không có được cái sự hướng dẫn học như thế nào và phải ứng dụng như thế nào. Nếu mà chúng ta học về thắng pháp đó, chúng ta cứ lo cộng trừ nhân chia những con số, chúng ta ngồi chúng ta cứ tìm hiểu cái danh từ đó định nghĩa là sao vân vân, thì như vậy cái này nó mới bận rộn, nó làm quái niệm cho cái việc mà tu tập. Nếu như lúc ban đầu chúng ta học chúng ta hiểu rồi, cứ nắm lấy cái sở là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, 28 sắc pháp là sắc quẩn, năm quẩn nó là vô thường, khổ não, vô ngã, và cái gì nó thuộc về vô vi giới, ngoại quẩn tức là niết bàn, thì cái đó nó được tính là tự tính, không bị vô thường khổ não vô ngã chi phối. Chúng ta cứ nắm bao nhiêu đó là chúng ta cứ suy tư đủ rồi, thưa quý vị. Thế đó là chúng ta cần phải nhiệt tâm làm hoài, thì như vậy là chúng ta tu tập được, đâu có gì đâu trở ngại. Lên trên bàn ăn, nó có quá nhiều món ăn khiến cho chúng ta cảm thấy ngán. Chúng ta không muốn ăn cái gì hết, riết là chúng ta bị đói, bị thiếu chất. Tại vì ăn không được. Sau khi biết được như vậy, chúng ta khắc phục bằng cách là nên đừng có nhìn những cái món gì khác. Cái món nào mà chỉ một món, hai món thôi, mình nó hợp với cái khẩu vị của mình, cái cơ địa của mình, thì mình cứ tác ý nghĩ rằng chỉ ăn một vài món này là nuôi mạng được trong ngày hôm nay, tác ý như vậy được rồi, thì như vậy chúng ta sẽ ăn no. Còn khi mà chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng gấp muốn ăn, thế là quá nhiều món ăn làm cho chúng ta bị đói. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý chút xíu về cái vấn đề pháp học có phải là một quái niệm cho cái việc tu hay không. Thì những điều mà chúng tôi trình bày mong rằng sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta có cái nhìn thoáng, hiểu và để chúng ta áp dụng cho tốt. Xin kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chia sẻ thêm một điểm nữa là ở trong bài kinh này đó, thì vì Bà La Môn nhấn mạnh về vấn đề kiến thức, về kiến văn. Trong lúc đó thì Đức Phật Ngài nhấn mạnh về sự tinh tấn. Thì hai cái cách nhấn mạnh này đó, Hòa Thượng có nghĩ rằng ở ngoài đời đó, cái người dài dòng về lý thuyết á, thì kém cỏi về thực hành, và cái người chuyên tâm thực hành á, thì họ không có đặt về cái lý thuyết, có phải như vậy không? Xin sư Hòa Thượng Quang Hỷ chia sẻ cái cảm nhận của Hòa Thượng về điểm này. Kính thỉnh Hòa Thượng. Bồ Tát Thầy, kính thưa quý vị. Cái mượn người Lâm Bôn đó, ông trình bày cái sự thanh tịnh của bà Lâm Bôn là ông đặt nặng về cái vấn đề kiến văn. Như vậy thì cái cách nói đó cái lý thuyết đó
nó còn thiếu sót ở chỗ là nó thiếu về trí văn thì nó sẽ khiếm khuyết ở chỗ tinh tấn. Khi muốn đạt được cái kết quả thì sẽ có sự tinh tấn. Trí văn không chưa đủ, phải có sự tinh tấn. Và Đức Phật thì ngài trình bày cái quan điểm của ngài là nặng về cái sự tinh tấn. Thì cái này nó lại đầy đủ. Kiên trì trong sự tu tập để được sự thanh tịnh cao cả. Tại sao chúng tôi nói là cái lời của Đức Phật ngài tuyên bố thì nó lại bao trùm luôn cả cái kiến văn? Bởi vì nếu như dốt mà không biết gì hết thì lấy cái gì mà tinh tấn? Tinh tấn cái gì? Chắc nhiên chúng ta phải biết rằng nếu tinh tấn tu thiền thì vị đó phải có cái kiến thức về thiền, phải có sự hiểu biết về thiền. Phải hiểu biết về cái đề mục của thiền, thiền chỉ hay thiền quán. Cho nên ở đây đó, như chúng ta nói đến cái sự tinh tấn thì chúng ta phải hiểu rằng là phải có kiến văn hiểu biết rồi mới có tinh tấn được. Chứ không có ai mà không có vị tỳ kheo nào mà dốt nát mà gọi là tinh tấn được. Biết cái gì mà tinh tấn? Tinh tấn cái gì? Cũng giống như một người không có cái lý thuyết về nghề, cái nghề đó. Bây giờ họ không biết lý thuyết về cái nghề nghề mộc. Rồi bây giờ họ siêng năng. Nghĩ là cái nghề mộc họ siêng năng cái gì đây? Không lẽ cứ đem hết gỗ này, miếng gỗ này đến miếng gỗ khác ra cứ cưa hoài, rập tới rập lui cho nên đứt đoạn vậy? Hay là bào hoài như vậy sao được? Nó đâu có thành tựu gì. Dân siêng năng cái kiểu đó một thời gian là chán, sạc nghiệp luôn. Cho nên ở đây, cái câu Đức Phật nói đó, không phải là bị khiếm khuyết. Bởi vì nếu không có sự hiểu biết, thì không thể có sự tinh tấn. Trong khi đó thì người có sự hiểu biết chưa chắc gì đã có sự tinh tấn. Họ hiểu biết cái lý thuyết nhưng họ không có thực hành. Còn một người có sự thực hành, tinh tấn thực hành có nghĩa là người này đã hiểu được cái lý thuyết, họ mới đem ra thực hành được. Người mà ở trong nhà có cái hũ gạo, có củi, nhưng mà chưa chắc gì họ biết nấu cơm để có một bữa ăn. Nhưng gọi là một người nấu ăn, nấu một bữa cơm thì đương nhiên là người đó đã có sẵn gạo và củi lửa. Đương nhiên vậy rồi. Cho nên cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập ở đây là chúng ta phải hiểu là vị đó phải biết về lý thuyết mới tinh tấn nỗ lực tu tập được. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thủ, kính trưng Hòa Thượng Thầy Sư rất nhiều. Kính trưng xin quý đi nghỉ. Thưa tòa, đang thưa tòa có ở trước máy không? Nếu tòa đang ở trước máy, thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô số lượng tiếp theo. Dạ vâng. Thưa tòa, đang thấy rằng cái sự phân biệt hay là kỳ thị bị giai cấp, kỳ thị bị giàu nghèo ở trong xã hội vân vân đó, nó tạo thành một cái rào cản cho nhiều người. Ví dụ mình nói rằng cái người đó phải xuất thân từ trong gia đình này mới tu được, gia đình kia mới tu được, thì dựa trên những gì mà Thượng Tọa Pháp Đăng đọc ở trong kinh điển Phật giáo đó, thì phải chăng là những người mà có những thành tựu lớn ở trong giáo pháp Đức Phật đó, thì họ có thể đến từ mọi giai cấp? Thì tôi có thể cho một vài ví dụ không? Ví dụ có người nào ở giai cấp cao cũng thành tựu, thì giai cấp thấp cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được, học nhiều cũng được, học ít. Và thì tôi có thể chia sẻ là cái cảm nhận của Thượng Tọa khi tại sao những người này họ đến từ nhiều cái mảnh đời khác nhau, từ nhiều cái vị trí khác nhau trong xã hội mà họ lại có chung một sự thành tựu như vậy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo, có gì nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ em Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Pháp Đẳng, Thượng Tọa Linh Hoàng, Đức Tổ Tri, Đức Tổ Đức, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào tất cả các Phật tử. Nếu mình nhìn vào cái giai cấp đó, thì trong Phật giáo đó thì Phật ngài độ tất cả, không có phân biệt cái giai cấp. Tại vì đối với Đức Phật thì ngài biết được cái duyên lành của mỗi chúng sanh. Ở trong cái kiếp chót đó, cũng tùy người tái sanh vào gia đình giàu, gia đình nghèo, rồi mồ côi, hoặc là cha mẹ, ông bà cho đi tu, hoặc là cha mẹ gửi ông bà rồi ông bà ta đi tu. Thì mình nói chung trong Phật giáo thì Đức Phật thì ngài độ những người nào ở trong cái kiếp đó mà họ nỗ lực được. Ví dụ chúng ta thấy như là tôn giả Ubali lập người thợ cạo tóc thôi, nhưng mà cũng trở thành vị đệ nhất thì kỳ lực. Có nghĩa là đối với cái hạnh nguyện của ngài Ubali đó, thì ngài đệ nhất về kỳ luật. Nói về luật tạng thì ngài Ubali là ngài tối thắng. Nhưng mà đối chúng ta thấy như tôn giả Sayi Sankichá thì lúc mà mẹ mang thai thì mẹ đã chết, mà cái thai nhi này đó thì được quăng lên cái giàn thiêu. Và được một người nuôi vì cái hài nhi trong thai bào đó vẫn không chết. Thì chúng ta thấy sau này ngày Tăng Thích Chá thì ngày độ những kẻ cướp, 500 tên cướp này cái nọ, ngày độ được những người đó. Thì chúng ta thấy nếu nói như là giai cấp cao quý như là ngày Sariputta, ngày ở trong giai cấp cao quý, ngày cũng trở thành vị tướng quân chánh pháp. Hay là chúng ta thấy đế vương như là vua Cấp Tí Lá cũng đặc thù khi xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy ở trong mỗi cái gia cấp, mỗi cái giai cấp, bất luận là người đó là người quét rác hoặc là người ở trong giai cấp thấp thỏi, khi mà Đức Phật ngày thấy được cái duyên lành người đã giác ngộ được thì ngày độ thôi. Chúng ta hiểu như vậy. Khi ngày độ rồi đó thì cái hạnh lành của vị đó sẽ tỏa sáng. Bởi chúng ta thấy rằng đối với các vị A-la-hán như là A-la-hán Tam Minh, A-la-hán Lục Thông, A-la-hán Tuệ Phân Tích, thì các vị đó cũng là A-la-hán. Nhưng mà cũng tùy theo cái hạnh, có những vị thì A-la-hán Tuệ Phân Tích, A-la-hán Lục Thông, A-la-hán Tam Minh,
thì hoặc là chúng ta thấy có nhiều vị đó thì chỉ đắc đạo quả thường thôi. Chúng ta thấy như ngài Quan Âm Nhá vậy đó. Thì nhìn chung vào đó thì quý vị thấy rằng đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì vua chúa cũng có ngài Ma Na Má đó, thì ngài vị vua ngài từ bỏ ngôi vàng ngài đi tu. Còn ngài Nô Thá thì ngài ở nhà thì ngài rất là sung sướng. Chỉ có nói đến cái làm nông thôi mà ngài thấy làm nông đó, mà nhà giàu rồi làm nông phải giữ giống rồi phải giữ gạo giữ lúa đồ này kia nọ, ngài thấy tiền tối ngày để lại cho người anh ngày làm và ngày đi xuất gia và ngày trở thành đệ nhất về thiên nhãn thông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của Đức Phật thì cũng tùy. Chúng ta thấy nàng Kích Xá Gotami đó thì mất con nhưng mà nàng cũng trở thành bên hạng ni giới, nàng cũng trở thành vị tỳ khưu cũng thắng hạnh. Hay là hoàng hậu Khê Ma thì chúng ta thấy khi mà còn ở đời với người xuất gia thì trở thành vị đệ nhất người binh ni về thắng hạnh trí tuệ. Thì nói chung vào đó thì chúng ta thấy rằng mỗi người trong một cái kiếp chót đó cũng tùy cái duyên. Cái duyên tức nghĩa là cái phước duyên của vị đó, có nhiều khi vị đó sanh trong cái gia đình cao sang cũng có và sanh gia đình có thấy ngày chúng nói vậy đó. Ngày trước đó ngày rất là tốt, người sau đó thì ngày đệ nhất trí quá thật, có nghĩa là đắc đạo quả rồi biến quá càng bị tiệt khu, mỗi người làm một chuyện khác nhau. Như vậy thì nhìn chung vào đó chúng ta thấy đối với đệ tử của Đức Phật thì cái sự nỗ lực, cái sự thực hành pháp đó mà các vị này mà ở trong cái hành trì đó để đạt được cái quả vị giác ngộ giải thoát, đủ khả năng để thành được quả vị, thì Đức Phật ngày độ hết đó quý vị. Chúng ta thấy những cái vị đệ tử của Đức Phật như Niệm Ha Cách Cha Giá Ná hoặc là các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật mà chúng ta thấy những ngày Xô Ná của Lý Quý Xá đồ mà các vị đã độ để đến gặp Đức Phật. Có nhiều khi những vị đó chưa gặp Đức Phật vì những vị đã đắc đạo quả rồi cũng có. Chúng ta thấy luôn cả những người cư sĩ cũng vậy, chưa gặp Đức Phật thì đắc đạo quả nó hàm rồi. Thì chúng ta thấy rằng chỉ cần những cái vị đó đủ duyên để gặp được như là ngày Xá Lợi Phất, ngày thuyết giảng lần đầu đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, lần sau ngày thuyết giảng ngày đắc lên đạo quả A Na Hàm. Vì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái duyên lành của mỗi vị, cái duyên lành của mỗi vị khác nhau. Có nhiều vị đó thì gặp Đức Phật ngày độ. Chúng ta thấy như ngày Gia Xá, ngày cũng có ba cái tòa cung điện ở ba mùa. Đi đôi dép bằng giày, đôi dép, đôi hài cũng bằng vàng, cái dù cũng bằng vàng, cái cọng bằng vàng. Thì chúng ta thấy rằng đối với, như là ngày Chô Tí Cá cũng vậy. Đối với người cư sĩ hay người xuất gia thì cũng có những cái đặc thù của mình. Thì nhìn chung vào đó quý vị, một cái kiếp cuối cùng của các cái vị đó, bởi tình thường chúng ta biết là những vị A La Hán thì cũng có một cái chánh niệm, đó là nhập thai có chánh niệm. Thì những cái vị đó là những vị A La Hán, cái kiếp cuối cùng đó vì nó nhập thai thì nó có chánh niệm, và trong cái kiếp đó thì nó sẽ thành tựu quả vị A La Hán thinh văn giác, sẽ được Đức Phật ngày tế độ. Chúng ta thấy như là ngày Angulimala vậy đó. Dù là trước đó đó đi theo ngoại đạo và bị vị thầy muốn hại mình, nhưng mà cuối cùng đó thì giết Đức Phật, muốn giết Đức Phật để lấy thêm một ngón tay nữa để trở thành luyện, trở thành những cái tà thuật. Nhưng mà Đức Phật ngày biết được là ngày cũng độ được ngài Angulimala, và khi mà ngài xuất gia như vậy ngài cũng trở thành đệ nhất về từ tâm.
thì chúng ta thấy rằng nhìn chung vào đó thì đệ tử của Đức Phật đó, trước đó đó có nhiều người đó, nghĩa là hung tàn bạo ngược, cũng như là vỏ so lau cá, hoặc là tà kiến như Phạm Tiên Bát Há, thì Đức Phật ngày cũng độ, ngày cũng độ được những cái vị đó, dù là những vị đó có những cái chi kiến, hay là chúng ta thấy như là ngày ngày Maha Kassapa mà Uruvela Kassapa, Naga Kassapa đó, thì cái vị này Đức Phật này dùng đến 1.500 lần thần thông mà ngày mới độ được cái vị này. Và khi ngày độ được vị này đó thì ngày độ được người em và cái người em nữa, tất cả là 1.000 vị đạo sĩ sẽ được làm cái đồ chúng của Đức Phật. Như vậy nhìn vào đó thì có nhiều khi quý vị thấy mình đọc trong kinh điển rồi mình thấy cái sự thái độ của Đức Phật, thì mỗi người có một cái duyên, và Đức Phật này tận dụng được cái duyên giác ngộ của các vị đó. Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài là một bậc nhất thiết trí, nên Ngài biết được phải thuyết giảng như thế nào, và như thế nào là đến thời kỳ chín mùi của các cái vị đó. Và Đức Phật này đã tế độ những vị đó chứng đắc đạo quả. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Ngài Hòa Thượng trở lại. Nếu Ngài Hòa Thượng cần nói gì thêm thì con thỉnh. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Pháp Năng. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin Thượng Tọa quan nghĩ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tân, chúng ta thấy rằng không riêng trong Bà La Môn giáo, mà ngay cả trong Phật giáo chúng ta cũng có một số lớn mình khi mình đi vào đạo thì mình chú trọng về kinh điển, chú trọng về học Phật nhiều hơn là thực hành, mà mình cũng không biết là học bao nhiêu là đủ, và mình cũng không có nắm vững là cho đến khi nào mà mình nên ngưng học để bước sang thực hành. Thì Thượng Tọa Pháp Tân, nếu có ai hỏi Thượng Tọa là mình học bao nhiêu là đủ để bắt đầu bậc thực hành, hay là mình nên vừa học vừa hành vân vân, thì Thượng Tọa Pháp Tân có câu trả lời. Thượng Tọa Pháp Tân sẽ hướng dẫn những người đó như thế nào. Kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mạc Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Văn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Theo con nghĩ là sự thật ra thì học Phật Pháp thì học hoài cũng không hết nữa. Nếu mà mình học Phật Pháp đó thì sự thật ra học là để chúng ta hiểu được thì cái lời dạy của Phật qua cái đời sống hàng ngày, thì từ đó đó là mình sự thật ra đó thì học để hiểu, để thực hành lời dạy. Nên học mà mình không hành thì cũng chẳng có ích lợi gì nhiều. Vì vậy cho nên là vừa học vừa hành. Nhưng mà nói hành theo cái nghĩa chuyên môn, tức là bây giờ là đời sống tu hành thì có lẽ là mình cũng tu thiền, rồi mình cũng giữ giới, rồi cũng làm những cái công việc thiện sự khác ở trong đời hàng ngày. Đặc biệt là mình tu tập giới định và tuệ đó, thì mình dành cái thời gian lớn cho cái việc đó. Bởi vì mình có học mà mình không hành thì nó cũng không có ích lợi gì nhiều. Mà mình, nếu mà mình hành mà mình không có học nữa thì mình cũng không hiểu đâu để mình hành. Vì vậy cho nên là con nghĩ, nếu nói là cái để mà hàng ngày đó, thì con nghĩ rằng cũng có dành cái thời gian, bản thân của chúng con thì cũng có dành cái thời gian để mà mình tập cho mình cái đời sống thiền tập. Nhưng mà rồi đó thì nếu nói là thời gian nào để chuyên tâm cho hành, thì thật sự ra thì càng về có tuổi chút á, thì mình sẽ dành cái thời gian cho cái thời gian
để chuyên để lo cái trao dồi cái đời sống thiền tập, đời sống nội tâm nhiều hơn, chứ mình không còn có cái sức khỏe, hay là mình cũng không còn có một cái việc gì để mà mình hoạt động ở bên ngoài hết hoàn toàn. Cho nên ở đây con nghĩ rằng là nếu mà để dành cho cái thời gian, có lẽ là cái càng lớn tuổi thì mình càng có tuổi thì mình lại càng dành cho cái thời gian thiền tập, dành cho cái thời gian thiền tập. Bên cạnh đó thì con nghĩ rằng lúc nào mình cũng học Phật pháp đó, chứ không phải là không học. Bởi vì cái gì cũng vậy, chúng ta cũng không có thể nào cái gì mà chúng ta để có thể hiểu nhớ hết tất hoàn toàn. Cho nên là mình cũng xem kinh, rồi mình cũng suy luận, suy nghĩ, rồi mình cần phải có một cái việc làm gì đó. Mình nghĩ như là một cái việc làm để mà mình tạo cái công đức cho chính mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng không quên cái bản thân của cô chú con, nghĩ rằng cũng không quên cái việc mà mình trao dồi cái đời sống tu hành của mình, đó là tu tập giới, định và tuệ. Bởi vì dù sao đi nữa thì nếu mà để mà đời đó là mình có được cái công đức thiện sự, đặc biệt là mình cũng có một cái sự an tịnh nội tâm, thì ngay từ lúc này mình cũng phải tự tập cho mình một cái sự trau dồi cái nội tâm. Bởi vì nếu như mà mình không trau dồi thì đến một lúc nào đó thì mình cũng không còn có thời gian để mình làm kịp nữa. Do vậy đó thì con nghĩ rằng là dù là cái công đức thiện đi nữa, học Phật pháp là phải học, hành Phật pháp thì cũng phải hành, hành thiện hay là giữ đời sống, giữ đời sống đạo hạnh của một cái người tu đó, thì mình cũng nên làm. Và những việc gì làm thì mình nghĩ là làm để mà mình bồi bổ cái công đức cho mình, để mà mình tu tập nó dễ dàng hơn, để tu tập có thể mang đến cái sự an lạc hơn, thuận lợi hơn ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên con nghĩ rằng là tùy với thời gian, tùy theo thời gian. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng phải dành thời gian cho cái đời sống thiền tập rất là nhiều. Nếu mà mình không tập cho mình ngay từ lúc này đó, thì nghe rằng đến một lúc nào đó không còn đủ cái thời gian để mà mình làm nữa. Vì vậy cho nên là học Phật pháp là để củng cố cái tri kiến, để hiểu được cái tôn chỉ lời dạy của Phật thông qua cái pháp hành. Thì mình dành cái thời gian còn lại của mình chuyên về cho cái việc hành, thì con nghĩ rằng cái đó nó thật sự là cái gì mà tốt nhất trước khi mà mình bỏ cái thân này, trước khi mà mình nhắm mắt lìa đời. Thì bản thân của con nghĩ là như vậy. Cho nên là với cái đời sống thì ở đây đó, thì chúng ta nếu mà chạy rôn chạy ráo, mình làm cái này làm cái kia đấy, nhưng mà mình không có thuần thục cho cái tâm của mình, thì cái đó nó cũng không có cái sự ích lợi cho mình nhiều đâu. Cho nên là con nghĩ rằng tu thì mình cũng cần phải tạo các cái công đức thiện sự gì mà trong khả năng mình làm được thì mình cứ làm. Làm trong cái khả năng đó được thì nghĩ rằng đó chính là cái bồi bổ công đức cho chính mình, tu tập cho chính mình, như vậy thì là tốt. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ qua câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Kính thưa Hòa Thượng trở lại. Sa thủ kính trình từ tổ Pháp Tình rất nhiều. Thưa quý Phật tử, chúng tôi cũng xin nói thêm theo lời của Thượng Đăng Tổng Tân một chút, đó là xuyên qua mấy bài kinh mà chúng ta đã học trong Phẩm Bà La Môn cũng là một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng
Đức Phật Ngài cho chúng ta nhiều lời dạy khác nhau, và những lời dạy đó mở ra nhiều cái gút mắt ở trong lòng chúng ta. Mỗi một vị Bà La Môn đến có gút mắt khác nhau, mà khi gút mắt đã được khai thông rồi đó, thì vị đó có thể khai thông nhiều thứ khác. Thành ra Ngài Tịnh Sự có khi Ngài nói rằng mình học thắng pháp hay là mình tu chúng mình trẻ ra vậy đó, mình trẻ qua cái mắt rồi những khác thì nó sẽ đi tới một cách rất là trôi chảy. Thì hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta vào trong lớp học nghe nhiều bài kinh khác nhau, nghe nhiều câu thảo luận khác nhau, biết đâu ở trong số đó có một vài điểm khai thông được cái gút mắt trong lòng, và khi cái gút mắt được mở ra rồi thì chúng ta sẽ thẳng tiến. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.